Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của X Mobile và đây là iPhone 11 Pro Max. Mình đã sử dụng nó trong khoảng thời gian là gần 2 ngày và mình cũng đã nhận ra được một số điểm vẫn chưa ok trên nó, tức là những cái điểm mà nó vẫn chưa tối hóa tốt. Vậy thì những cái điểm đấy là gì? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ kỹ hơn trong video này nhé. Nếu như ở thời điểm này các bạn đang quan tâm đến những chiếc iPhone 11, 11 Pro Max hay là những chiếc iPhone cũ hơn như iPhone 10S Max, iPhone 10S có thể tham khảo tại X Mobile thông qua đường link mình để phía bên dưới phần mô tả của video. Mức giá hiện nay đang rất là thơm rồi. Cái vấn đề đầu tiên ở trên chiếc iPhone 11 Pro Max này nó đang gặp phải đấy là vấn đề về tối ưu hóa màn hình. Chiếc máy này thì như các bạn biết, chúng ta sẽ có một màn hình nó khá giống với màn hình của iPhone 10S Max, vẫn là kích thước 6.5 với trực độ phân giải là Full HD cộng tấm nền OLED, và cái tên gọi của nó sẽ khác một chút bởi vì nó sẽ được bổ sung một tí, đấy là Super Retina XDR. Thế nhưng mà ở thời điểm này, nếu như các bạn sử dụng cái màn hình này để xem những cái video trên YouTube hay bất kỳ một cái nền tảng nào khác thì các bạn vẫn chưa kích hoạt được cái tính năng đấy là HDR. Ví dụ ở đây mình sẽ có một cái video 4K HDR. Nếu như các bạn xem cái video này ở trên cái chiếc iPhone 10S Max thì các bạn vẫn có thể mở nó lên được cái độ phân giải đấy là 720p 60fps HDR hoặc là 1080p 60fps HDR. Nhưng với cái chiếc iPhone 11 Pro Max ở thời điểm hiện tại thì các bạn vẫn sẽ chỉ có tùy chọn thông thường mà thôi. Đấy là 1080p 60fps và không có HDR ở phía đằng sau. Thì đây chính là cái vấn đề đầu tiên mà cái chiếc iPhone 11 Pro Max này nó vẫn chưa tối ưu được. Chúng ta sẽ phải chờ đợi trong những bản vá tiếp theo. Cái vấn đề thứ hai đấy là vấn đề về hiệu năng khi mà chơi game. Và cái vấn đề này thì nó cũng sẽ có cả ở tối ưu hóa khi mà chúng ta vào game. Các bạn sẽ để ý cho mình vào cái phần viền tay thỏ ở đây. Nếu như các bạn chỉ cài game vào và các bạn chơi luôn ấy thì các bạn sẽ thấy rằng phần tay thỏ nó sẽ ăn lẹm vào cái phần bạn bè của chúng ta, cũng như vào phần tùy chọn bản đồ rồi ở ngay bên này. Thì tất cả những góc bo cong nó sẽ ăn luôn cả vào cái avatar của mình, tất cả các thứ. Và các bạn sẽ phải dùng tay để có thể là tinh chỉnh lại ở bên trong cái phần đồ họa. Với những chiếc iPhone 10S Max thì khi các bạn tải game về hay thậm chí với iPhone 10, iPhone 10S, iPhone 10R thì nó cũng sẽ tự co lại rồi, bởi vì nó đã nhận ra rằng đây là một chiếc máy có tay thỏ nên nó sẽ tự kéo vào. Còn với cái chiếc máy iPhone 11 Pro Max ở thời điểm này thì các bạn vẫn sẽ phải đặt vào phần tay thỏ và sau đó các bạn bấm đồng ý. Các bạn sẽ thoát ra vào lại thì khi đấy nó sẽ tự co màn hình lại, nó sẽ tự tối ưu hóa theo cái chuẩn màn hình của chiếc máy này. Và cái thứ hai nữa đấy là nó chưa tốt ở phần hiệu năng. Thì với cái chiếc iPhone 11 Pro Max á, mình chấm điểm AnTuTu ở đây thì chúng ta sẽ có là 456.952 điểm. Trong đấy các bạn sẽ có một số điểm CPU là 152.000, điểm GPU chúng ta sẽ có là 216.000. Và mình so sánh với số điểm mà mình chấm được trên chiếc iPhone 10S Max thì chiếc máy này nó cho mình số điểm GPU cao hơn gần 100.000 điểm. Thế nhưng khi mà chúng ta vào tựa game PUBG Mobile thì các bạn sẽ thấy rằng là iPhone 10S Max hiện tại chúng ta đã có thể mở lên cái chất lượng hình ảnh ở HDR và cái FPS ở mức độ là cực độ rồi. Thế nhưng cái chiếc iPhone 11 Pro Max này với con chip Apple A13 Bionic mạnh mẽ nhất của nhà Apple ở thời điểm hiện tại lại chỉ mở lên được HDR cực cao mà thôi. Còn nếu như các bạn muốn chơi được ở cực độ thì các bạn sẽ phải hạ xuống mượt, thì khi đó các bạn mới mở lên được cực độ. Thế nên đây sẽ là một vấn đề khiến cho các bạn sẽ hơi khó chịu ở phần trải nghiệm game nếu như các bạn muốn mở được HDR và cực độ hiện nay vẫn chưa được. Mà chúng ta sẽ phải chờ đợi tiếp, chờ đợi khi mà có những bản vá. Nhưng mà mình thấy khá lạ một điều đấy là với những chiếc iPhone khác khi mà lên iOS 13 thì các bạn sẽ có một cái thao tác, đấy là khi bạn chạm ba ngón vào màn hình thì nó sẽ lên một cái tool gì đó. Nhưng như các bạn thấy cái video iPhone 6s mà mình vừa public sáng nay thì mình lên iOS 13 mình dùng ba ngón chơi bình thường, và với chiếc iPhone 11 Pro Max này của mình thì cũng chơi bình thường ở ba ngón với iOS 13. Đây mình sẽ vào ngay thử cái phần training để cho các bạn xem. Đây các bạn thấy nhá, mình dùng ba ngón để chơi này, chạm ba ngón để lúc cũng không thấy gì cả. Không biết rằng là máy của các bạn nó bị làm sao, còn máy của mình thì hoàn toàn là không bị những cái lỗi linh tinh như vậy, thì mình cũng chả biết nói thế nào nữa. Có thể là những chiếc máy mà mình đã sử dụng nó may mắn, thế nên là khi iOS 13 mình không gặp vấn đề gì hết. Nhưng mà rõ ràng qua video này các bạn có thể thấy rằng là tuy cái chiếc iPhone 11 Pro Max của mình đang được sử dụng con chip Apple A13 Bionic mới nhất, phiên bản iOS 13 mới nhất và cũng là phiên bản chính thức được cài đặt sẵn lên chiếc máy khi mà xuất xưởng, khi mà được bán ra, nhưng mà nó vẫn chưa được tối ưu hóa tốt để mang lại cho các bạn những cái trải nghiệm chơi game là tốt nhất. Nên là nếu như các bạn đã mua rồi thì hãy cố gắng chấp nhận, chờ đợi trong một thời gian sắp tới nữa Apple tung ra những bản vá, chúng ta sẽ có những trải nghiệm là tuyệt vời hơn. Còn bây giờ thì nếu như các bạn thèm quá rồi thì cũng có thể mua về chơi tạm cũng được. Nói chung là
nó tối hóa chưa tốt đối với nó thôi. Còn đối với mình hay đối với các bạn, đối với những bạn nào mà đang sử dụng những chiếc iPhone đời cũ ấy, thì nó còn ngon chán. Thế nhá. Và nếu các bạn đang muốn sở hữu những chiếc iPhone 11 Pro Max này sớm thì có thể tham khảo tại XTmobile thông qua đường link mình để phía bên dưới phần mô tả của video. Ngoài cái chiếc iPhone 11, 11 Pro hay 11 Pro Max ra, XTmobile cũng đang bán những chiếc iPhone 10S, 10S Max hay iPhone 10R, iPhone 10 với mức giá cực kỳ hấp dẫn. Các bạn có thể tham khảo thông qua đường link mình để phía bên dưới luôn. Và các bạn cảm thấy hữu ích đừng quên để lại một like, share và bấm vào subscribe kênh YouTube của XTmobile. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.